Vuốt này cái hai vuốt ấy. À ổn. Vuốt ấy. Vuốt khế đong. Chân. Bình bất ra. Mới vậy là quên mới vuốt ấy. Vuốt khế đong. Anh ở chơi Việt Nam phải không? Anh chơi thật khmer. Hả? Thế mấy? Nơi na. Anh nơi nơi cầm chìa cầm school ấy.
khu vực này người ta trồng cây na cũng nhiều, cây mãng cầu gai á. Nguyên một dãy đường bên đây là toàn là vườn mãng cầu không à. Đây hồi nãy thấy có anh ta bán mãng cầu, chắc trước này chắc cũng có. Đây là vườn mãng cầu không à. Khu này nó trồng mãng cầu rồi, làm tôi nhớ tới ở huyện Chi Lăng, đường đi Lạng Sơn đó, cũng trồng mãng cầu lên đó. Mà ở đây thì trồng không nhiều bằng ở ở khu Lạng Sơn, ở huyện Chi Lăng. Ở huyện Chi Lăng nó trồng lên trên núi, nó trồng dài dài lên núi luôn. Đây thì toàn là mấy mắt cầu không à. Đây cây mắt cầu nè. Từ đây vô thành phố Tây Ninh còn 11 cây nữa. Ở cái khu này là người ta thấy người ta trồng cây cây na. Cây na rất nhiều. Cây na là trong Nam mà kêu mặn cầu gai á, ta trồng rất nhiều. Và có kể có cả hệ thống tưới tự động nữa. Từ đây đi vô là tới thành phố Tây Ninh là còn 11 cây. Tối nay ngủ ở thành phố Tây Ninh, rồi ngày mai có gì đi đi tham quan toàn tòa thánh Tây Ninh rồi chạy vô Sài Gòn luôn, vô Củ Chi, nhiều phải qua Củ Chi. Không biết cái hồ Dầu Tiến có chạy ngang đó không, để tranh thủ nếu được thì chạy vô cái hồ Dầu Tiến để coi cái xóm Việt Kiều ở trong đó. Ở Củ Chi cũng có cái xóm Việt Kiều đông lắm, nhưng mà xóm Việt Kiều ở Củ Chi là Việt Kiều về năm 1970, còn cái đám Việt Kiều ở Hồ Dầu Tiến hình như là về sau năm 75. Khi tôi nói xóm Việt Kiều ở đây có nghĩa rằng là Việt Kiều từ Campuchia về. Việt Kiều thì bây giờ thì có Việt Kiều đủ thứ nước hết, Mỹ, Đức, Pháp, Canada, Úc gì nhiều nhiều loại Việt Kiều. Nhưng mà Việt Kiều mà tôi muốn nói là Việt Kiều chạy từ Campuchia về Việt Nam đó, đám Việt Kiều hồi hương đó, Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì trong số tất cả các cộng đồng Việt Kiều, chỉ có cộng đồng Việt Kiều Campuchia là cộng đồng bớt nhất, nghèo nhất, và cũng là số người không có học cũng nhiều nhất. Bây giờ thì tình hình có lẽ là nó đã khác rồi, nhưng mà nếu nói về cộng đồng người Việt Kiều ở các nước đó, thì cộng đồng Việt Kiều Campuchia là cộng đồng. 3 cây số nữa tới thành phố Tây Ninh, mà ở trước mắt là mây đen kịch luôn, một đám mây đen tổ bố ở trước kia kìa. Không biết về tới thành phố trước khi mưa rơi không, nhưng mà chắc chắn là tối nay ngủ ở thành phố Tây Ninh thì không. Gió mạnh
chỗ lũi ra rồi chứ để chút mưa là mệt nữa. Mấy cây cổ thụ này là đúng đó nè. Này là cây, này là cây sa cừ, cây lớn lớn không à. Mỗi ta đốn đây làm gì đây, mỗi ta tỉa nó là ta dẹp nó luôn. Con chia vậy là phải đi đi ngang Tây Ninh, nhưng mà không có được vô chạy vô trung tâm. Dãy cây sa cừ này mà đổ vỏ hết là uổng quá, cây rất là to. Cây này là cầu hồi đợt là thời Pháp đó giờ. Cây này hàng cây dầu, tối cái biểu tượng này có ý nghĩa gì? Vừa vô tới nhà nghỉ là mưa đổ như là mưa rơi như thác đổ. Nghe giờ cũng may mà vừa vô là mưa liền. Ở ngoài nãy là bị mưa rồi đó, trời mưa này mưa lớn luôn. Nhà nghỉ này đêm nay nhà nghỉ gì nè, làm cái hai dãy hai bên đối diện nhau, chính giữa có cái sành, bên phía sau có con dãy. Bạn thấy mưa lớn không? Cũng hên quá trời ấy nha. Đang đi lòng vòng kiếm kiếm nhà trọ, thấy cái bộ không em mà mưa lũi vô đây luôn. Hết đêm bao nhiêu thế rồi thì bao nhiêu. Con ngựa sắt của tôi nè, nó cũng từ thôi lắm ấy nha. Mưa quá trời lớn, mưa này lớn kinh khủng luôn. Cái phòng này đêm nay là ngủ ở đây nè, đó có phòng vậy đó mà 200. Còn cái ở cái này là ở Tây Ninh, còn ở Phước Long hồi qua ngủ cái phòng gấp đôi cái này luôn, mà sạch sẽ đẹp đẽ hơn cái này nhiều, có 130.